vui mừng khi gặp lại quý vị khán giả của Việt TV Canada. Xin mời quý vị theo dõi phần tin tức Canada ngày 16 tháng 1. Ngay sau đây là một số tin tức đáng chú ý sẽ xuất hiện trong bản tin ngày hôm nay. Những thành phố có tỷ lệ số công ăn việc làm toàn phần cao nhất. Kính thưa quý vị, theo thống kê của Sở Thống kê Canada, 10 thành phố đứng hàng đầu về tỷ lệ cao về số người có công việc toàn phần. Theo thứ tự từ cao đến thấp là các thành phố Regina, Guelph, Kitchener, Waterloo, Edmonton, Quebec, Ottawa, Quebec City, St. John, Ottawa và Toronto. Thành phố Regina ở tỉnh bang Saskatchewan không là một thành phố đông dân hay có những cơ sở kỹ nghệ lớn, nhưng tỷ lệ những người có công việc toàn phần ở thành phố này lên đến 57.2%. Đứng hàng thứ nhì là thành phố Guelph ở tỉnh bang Ontario với tỷ lệ người có việc toàn phần là 55.9% và đứng hàng thứ ba là khu vực hai thành phố Kitchener và Waterloo với tỷ lệ là 55.3%. Một gia đình bị buộc tội chế tạo ma túy bất hợp pháp. Kính thưa quý vị, trong hôm thứ Sáu ngày 13 tháng Giêng, cư dân trong khu vực nhà giàu ở thành phố Mockham trong vùng đại thủ phủ Toronto đã bị cảnh sát không cho vào nhà khi họ đi làm về vì các nhân viên an ninh đang lục soát một căn nhà trong khu vực có phòng chế tạo ma túy. Theo sở cảnh sát của vùng York, thì một gia đình gồm hai vợ chồng và hai đứa con trai 14 tuổi và 16 tuổi đã chế tạo ma túy trong căn nhà mà họ đang cư ngụ trên đường Host Avenue gần đường Kennedy Road và Burkhart Avenue. Lúc đầu cảnh sát đã có lệnh xét nhà với mục đích tìm đồ ăn cắp giấu trong căn nhà này và sau đó mới hay là căn nhà này còn có phòng chế tạo ma túy bất hợp pháp. Một người đàn ông 48 tuổi, bà vợ 44 tuổi và hai đứa con trai đã bị buộc tội hợp tác chế tạo ma túy. Cảnh sát không công bố tên tuổi của các nghi can vì luật buộc không được tiết lộ danh tánh những nghi can ở dưới tuổi vị thành niên. Những căn nhà độc lập trong khu vực ở đường Host Avenue giá bán từ trên 1 triệu đô la trở lên. Băng đảng người Nam Á bắn giết nhau ở thành phố Edmonton Kính thưa quý vị, theo những tin tức vừa công bố hôm thứ Bảy ngày 14 tháng Giêng thì hai người đàn ông bị giết trên một xe vận tải pick-up ở thành phố Edmonton trong ngày thứ Năm tuần trước có liên quan đến các băng đảng người Nam Á ở tỉnh bang BC. Theo tin của Sở Cảnh sát thành phố Edmonton thì người ta tìm thấy thi hài của hai người bị giết trên một chiếc xe pick-up truck màu trắng đậu trên đường gần đường 39 Street West và Charles Ward Drive Southwest vào lúc 1 giờ 30 sáng. Hai người bị giết là Nabdeb Sikhu, 24 tuổi, và Harman Maget, 22 tuổi. Theo bản tin của cảnh sát, thì hai người đàn ông này là những người thành viên của băng đảng tội ác gốc Ấn Độ và Bujiak ở tỉnh bang Lower Mainland của tỉnh bang BC. Vùng Lower Mainland bao gồm vùng đại thủ phủ Vancouver và các thành phố xung quanh. Hai nạn nhân đã từng vào tù ra khám về các tội danh buôn bán ma túy và liên quan đến các vụ giết người. Hiện nay có những vụ bắn giết tranh giành quyền buôn bán ma túy của hai băng đảng gốc Nam Á ở vùng đại thủ phủ Vancouver là băng Hardwar và băng Chahil. Công ty u trục xuất một người sống trong phòng chứa đồ lưu trữ. Thưa quý vị, trong một video được chiếu trên YouTube mới đây, thì một người đàn ông ở thành phố Vancouver đã cho biết là ông ta đã mướn một căn nhà kho chứa đồ của công ty U-Haul biến căn nhà kho này thành một phòng ngủ nhỏ và đã sống trong căn hộp kín mít trong vòng 2 tháng qua. Trên video của YouTube thì người đàn ông đã chiếu cho thấy căn nhà kho đó đã được biến thành một căn trúng cư nhỏ với một giường đôi, có tivi, có lóp xích và có một nhà bếp nhỏ với một hệ thống dẫn nước từ ngoài vào và câu điện của công ty Youhou từ bên ngoài. Ông ta dùng phòng vệ sinh chung trong khu nhà kho và tắm rửa ở trong một phòng tập thể dục gần đó mà ông ta là hội viên. Người đàn ông này với bí danh là 007 đã chỉ cho khán giả thấy căn phòng nhỏ của ông ta trong căn nhà kho chứa đồ mướn của hãng Yuho với diện tích là 3.3 x 3.3 m ở vùng nam thành phố Vancouver. Người điệp viên 007 này cho biết ông ta mướn căn nhà kho này với giá là 205 đô la một tháng, gồm cả bảo hiểm so với tiền mướn chung cư trên 1.000 đô la một tháng ở ngoài. Cũng vì cuốn video được phổ biến này mà ông Jeff Lockridge phát ngôn viên của công ty Yuho cho biết công ty này đang làm thủ tục trục xuất người ở trong nhà kho bất hợp pháp này. Những di dân đến vùng Đại Tây Dương gia tăng nhưng ít người nhận vùng này là quê hương. Kính thưa quý vị, theo một bản tường trình của Hội đồng Kinh tế của tỉnh bang Đại Tây Dương, The Atlantic Province Economic Council, thì trong năm 2015, Số di dân đến các tỉnh bang trong vùng Đại Tây Dương đã ở mức kỷ lục so với những năm trước đó là 8.300 người. Nhưng năm sau đó, năm 2016, số di dân đến vùng Đại Tây Dương lại tạo một kỷ lục mới là 11.600 người, với phần lớn số gia tăng là những người tị nạn Syria. Theo bản tường trình thì số di dân đến vùng Đại Tây Dương trong năm 2016 đã cao gấp 3 lần so với số người đến vùng này trong năm 2002. Trong năm 2017, số di dân cộng với những người tị nạn suy ra đến vùng Đại Tây Dương có thể lên đến là 19.000 người. Tuy nhiên, theo ông George Tree của Hội đồng Kinh tế các Tỉnh bang vùng Đại Tây Dương, thì số di dân đến vùng này gia tăng nhưng số người sẽ được chọn định cư vĩnh viễn ở tỉnh bang này không nhiều. đa số di dân đến vùng Đại Tây Dương một thời gian ngắn theo lục định hay theo các ước hẹn để họ được nhận vào Canada. Sau đó, đa số những di dân này di chuyển đến những thành phố khác sinh sống. Có nhiều lý do để giải thích cho việc không nhận vùng Đại Tây Dương làm quê hương của những người tị nạn. Công mang việc làm không có, thời tiết khắc nghiệt, không tiện việc lưu thông và nhất là nhiều sắc dân thiểu số đã tìm cách quần tụ sinh sống ở các thành phố lớn, nơi có những người cùng sắc tộc, cùng văn hóa với họ. Điển hình là hiện nay những người tị nạn ra trên toàn Canada đang tìm cách về sinh sống chung với nhau ở thành phố Windsor, tỉnh bang Ontario, nhiều chuyên gia kinh tế đã lo ngại về tình hình kinh tế của các tỉnh bang vùng Đại Tây Dương trong tương lai khi chỉ còn những người lớn tuổi sinh sống ở vùng này. Vùng Đại Tây Dương gồm 4 tỉnh bang là tỉnh bang Nova Scotia lớn nhất, tỉnh bang New Brunswick, tỉnh bang Green, Edward Island và tỉnh bang Newfoundland và vùng Labrador. Những trận bão tuyết lớn của mùa đông năm nay có thể không còn xảy ra. Thưa quý vị, tính đến ngày thứ Bảy 14 tháng Giêng, đã quá một nửa mùa đông trong năm nay mà theo những tiên đoán của nhiều khí tượng gia thì có thể sẽ không còn những trận bão tuyết lớn nữa diễn ra ở Canada. Mùa đông năm nay như chúng ta đã thấy là hàng loạt những trận bão tuyết diễn ra ở vùng Đại Tây Dương, vùng Thái Bình Dương mà nhất là ở những vùng đại thủ phủ Vancouver. Nhiệt độ ở nhiều nơi trong miền Tây của Canada như tỉnh bang Saskatchewan đã xuống đến mức thấp kỷ lục trong những ngày trước đây. Nếu mà tính theo giấy tờ thì ngày đầu mùa xuân sẽ vào ngày 21 tháng 3, nhưng thường là thời tiết vào xuân sớm hơn thế. Theo ông Dave Phillips, khí tượng gia thanh niên của Sở Khí tượng Canada thì mùa đông đã chết và người ta, nhất là những người không thích mùa đông nên ăn mừng. Theo khí tượng gia Phillips, thì phần lớn mùa đông, phần lớn những nguy hiểm của mùa đông đã qua. Theo những tính toán về nhiệt độ của các chuyên gia khí tượng, thì tình trạng nguy hiểm nhất của mùa đông năm nay đã qua ở tỉnh bang BC và tình trạng nguy hiểm cũng sẽ qua cho các tỉnh bang miền tây trong tuần này. Tuy nhiên, tình trạng nguy hiểm nhất của mùa đông ở vùng Đại Tây Dương vẫn còn kéo dài cho đến ngày 11 tháng 2. Trong khi đó, vào những ngày của tuần 14 tháng Giêng, thì một trận bão tuyết lớn diễn ra ở miền Nam và Trung Tây của Hoa Kỳ ảnh hưởng trên 15 tiểu bang và hàng triệu cư dân. Trận bão băng sẽ khiến đường xa trơn trượt và xa lộ trong các tiểu bang như là Missouri, Kansas đã phải tạm không cho xe cộ lưu thông trong những ngày cuối tuần. Tuy nhiên là khi trận bão kéo đến ở Canada vào ngày thứ ba thì nhiệt độ gia tăng và băng đã trở thành mưa, không gây nhiều khó khăn cho cư dân. một nhân viên cứu hỏa bị buộc tội trộm đồ của những người đồng nghiệp. Thưa quý vị, theo tin của Sở Cảnh sát thành phố Toronto hôm thứ Sáu ngày 13 tháng Giêng, thì một nhân viên cứu hỏa đã bị buộc tội là tìm cách đưa các đồng nghiệp của ông ta khỏi trạm. Và khi không có những người đồng nghiệp thì ông này đã ăn trộm đồ của những nạn nhân. Nghi can là ông Joshua Bittaruli Bert 35 tuổi, đã là nhân viên cứu hỏa trong thành phố từ năm 2006 cho đến nay. Và theo cảnh sát viên David Hawkinson của Sở Cảnh sát thành phố Toronto, thì vụ trộm đầu tiên diễn ra vào tháng 7 năm ngoái năm 2016. Nghi căn Burke đã mượn một điện thoại cầm tay giả kêu cứu có một đám cháy và trong khi các đồng nghiệp đi chữa cháy, thì nghi can này đã trộm một số những đồ vật của những người đồng nghiệp này. Năm tuần lễ sau đó, hai vụ cháy giả lại diễn ra trong một ngày nhưng không may cho Nghi Căng là một trưởng toán cứu hỏa phải về sớm và nhận được kẻ trộm. Nghi Căng Bích hiện đang là một trong những nhân viên cứu hỏa của thành phố nhưng đã nghỉ dài hạn chờ kết quả của một cuộc điều tra của cảnh sát. Bắt một băng ăn trộm đĩa làm bằng đồng trên xe lửa. Vừa qua, theo những tin tức vừa công bố hôm thứ Bảy ngày 14 tháng Giêng, Sở Cảnh sát thành phố Toronto đã bắt giữ một băng ăn trộm đĩa làm bằng đồng từ một chuyến xe lửa chở hàng khi chiếc xe lửa này chạy ngang vùng Scarborough. Ba người đàn ông này gồm một người 44 tuổi ở thành phố Toronto và hai người kia ở thành phố Montreal và thành phố Blainville, tỉnh bang của Quebec. Theo bản cáo trạng, thì những tên trộm này đã tìm cách lẻn vào những tòa chở hàng, trên chiếc xe lửa của công ty CN Rail đang trên đường chở các thùng hàng từ thành phố Belleville đến thành phố Wong trong ngày thứ Năm 12 tháng Giêng. Khi xe lửa chạy đến khu vực đường Medewell Road và Seppard Avenue Easter, thì chúng ném 26 chiếc đĩa làm bằng đồng xuống khỏi xe lửa trên một chiếc xe truck mà chúng mướn chạy gần đường xe lửa. Trị giá của 26 chiếc đĩa đồng này lên đến 13.000 đô la cho đến 15.600 đô la. Mỗi chiếc đĩa đồng nặng từ 70 kg cho đến 90 kg. Vừa rồi quý vị vừa theo dõi bản tin Canada ngày hôm nay. Để tiếp tục chương trình, Đức Mỹ xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi bản tin thế giới ngay sau phần thông tin thương mại.